rồi, rồi. Ôi, vẫn còn rồi. Kìa, cát rất. Xin chào các bác nha. Hôm nay là cuối tuần, hai bố con tôi với xúc xích lại dẫn các bác đi đi câu cá. Thì điểm câu này là trong cái chỗ sân golf Vân Trì này. Đấy, trong này có cái hồ rất là rộng nhưng mà rất là nhiều bèo. Bên kia là đánh golf kìa. Đây tôi sẽ ngồi câu ở góc này xem nào. Đấy. Ngồi đầu bèo này. Chỗ kia rất là nhiều thuyền, chắc là hình như là toàn kích hay sao ạ. Đấy. Đây thuyền kích các lưới các kiểu này. Đấy. Đây rất nhiều bãi. Hôm nay lại đem theo xúc xích. Xúc xích ra đây. Xúc xích ra đây. Lên đây đấy. Đây kích. Đây các thể loại kích. Chắc là khó câu à. Này. Đây thanh niên này cho đi câu. Tao chán mày lắm con ạ. Cái con chó này cứ quá gì vậy. Anh thanh niên vì trời yên thế của chúng ta đang trộm mồi. Bây giờ cho mồi xả bác nha. Đây vẫn là cái thính tụ chép riếc của tôi. Con nhìn con phải để ý tự dung. Không xích đâu nhỉ? Xích chưa? Xích kìa. Đấy thanh niên vì trời yên thế đã leo thính xuống. Cái gì? Hello xúc xích. Ôi giời ơi! Để chó cắn. Bên kia cái con chó dính cả đống cát đây phải sợ chó đến từ xứ sở cát. Rồi, hàng rồi bọn ơi. Dạ. Tôi phi. Đây. Chúng bóng bác nha. Đã rồi anh em ơi. Con xúc xích mình nhà mình nó cứ chảy nước dãi nhỉ. Nó nóng quá. Lắp vợt đi anh em ơi.
đóng đứng bên đấy ạ. Đây anh có ấy không? Chỉ đánh lưới à, có đánh kích không? À. Anh chỉ đánh lưới à, có đánh kích không? Lưới rồi. Chai chai, kích điện, ôi giời lúc lúc, bật quái mà thật. Đây là nhiều tôm mà anh. Tôm là này cũng có, bắt đầu lắng được có một thứ đó. Vâng. Cái hồ này mà nó mà không có bèo thì cũng rộng lắm anh nhỉ. Ui mất rồi. Rồi rồi. Ui. Ui rồi ôi. À, con cá nó ăn gì mà nhanh nhở? Đấy biết cách cho ăn chưa? Giật mạnh vào. Đấy, cầm đuôi lại đi. Tiến tay tiến. Tay phải cầm cần này, tay trái cầm đấy là vung ra, cao cao lên, cầm to, cao lại lên. Rồi rồi. Lại rồi. Ôi lại rơi rồi.
Rồi nào. Câu được con rồi. Bố không bắt. Bắt rồi. Bố không bắt trượt. Rồi được rồi kìa. Cái này lệch thế. Đây là muốn gì nhá. Đấy. Đấy. Quá anh em. Câu được rồi mà còn trượt nữa. Cày quá. Giật giật giật. Rồi, vọt vọt vọt. Cố lên, thanh niên này, cố lên. Thanh niên sắp được rồi. Sao kìa? Nó còn đúng hai vạch. Thế nó thụt một phát rồi ăn luôn. Uống mà phang luôn. Đỏ lọt. Các bạn, à các bác ơi, lại câu thêm một con nữa rồi nhá. Bố lại gà tiếp. Nói mà lấy sáp vào đấy anh em. Con biết câu con cá rô phi rất khó. Rồi rồi. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Lên. Đây là đập tay à? Đấy, sướng chưa? Bố cho nó vào gần bờ hơn. Đây là có. Không, cho nó vào gần bờ. Đây là có. Không, chưa. Mấy quay kia quay được. Okay, rồi, được rồi, quay được. Đúng rồi, quay được, quay được. Siêu chưa? Đi câu nữa. Ôi dồi ôi, bố bảo là câu con rô phi khó mà câu được một phát lên hai con. Ghê thật, cao thủ á. Ôi giời ơi. Để ý vào. Không ấy nó cắn rồi. Không ấy nó tụt đấy. Ừ. Đỏ đấy. Đây có mặt la xuống xong mà khác rồi. Wow.
cố kéo. Đem. Con cá to nhất đấy ạ. Đây nha mọi người nhá, phòng bị hơn rồi. Chứ không nó rơi một phát thì thôi, thành quả có nhịp bỏ. Không, đúng rồi. Con rất là đâu được không? Thôi ạ. Mệt quá rồi. Bây giờ bố hai bố con cháu đi về quê đón mẹ nhá. Chào các bác nhá. Và hẹn gặp lại ở những video câu cá vì trời yên thế tiếp theo. Bye bye. Mọi người ơi, bố lại câu thêm một con vẹt tí. Đấy. Ok. Chu choa. Ôi, tình hình là bây giờ là hai bố con cháu đi ra công ty đón mẹ đi về thôi. Bây giờ là hơn 4 giờ rồi, hôm nay ra đây câu được hơn 2 tiếng. Đấy, chống vã đây cho mày, cho thanh niên giờ này ra học câu. Hôm nay câu tô phi bắt nhịp tốt phết. Đấy. Nào, có được bữa không? Được. Hay à. Nhiều ghê. Cái ông xúc xích này nữa làm gì đây? Nào. Mọi người ơi, cái con to nhất nhá thì cháu vừa mới bắt được. À đấy à. Con to nhất thanh niên bắt được. Đây kéo gần bờ. Rồi đấy. Ok. Mệt quá. Đây được nữa thôi, thả đi nhé. Nha. Thôi bố để con giữ lại một con. Thôi chết đấy, không nuôi được đâu. Thế sao? Thì bây giờ không có gì đựng. Túi bóng bé lắm. Thì đây bắt một con. Đấy. Bắt con nào đây?